chơi đầy nỗ lực. Nhưng trong một ngày mà hai cá nhân ở hàng phòng ngự mắc sai lầm tai hại, Chelsea phải nhận thất bại trước một Liverpool đầy lạnh lùng. Sadio Mane là người đã ghi cả hai bàn thắng vào trận đấu đêm qua. Cũng ở vòng 2 Premier League, Southampton đã thua 2-5 trước Tottenham, Newcastle để thất bại 0-3 trước Brighton, Leicester City có được chiến thắng 4-2 trước Burnley. Thi đấu bế tắc, Real Madrid đã bất lực trong việc khuất phục Real Sociedad. Trong chuyến làm khách tại sân Real Arena, thua vòng 2 La Liga, hòa nhau không bàn thắng, Real Madrid đành phải chia điểm với Sociedad. Los Blancos có được khởi đầu không như ý ở trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương La Liga. Cũng ở vòng 2 này, Granada có được chiến thắng 2-1 trước Alaves, Betis có được chiến thắng 2-0 trước Valladolid. Với một bàn thắng và một kiến tạo, Ronaldo đã giúp Juventus dễ dàng đánh bại Sampdoria 3-0 ở trận khai màn Serie A. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Kulusevski và Bonucci. Chiến thắng này có thể xem là màn khởi đầu đầy hoàn hảo của Andrea Pirlo, bởi ngoài chiến thắng thuyết phục, Juventus đã trình diễn lối chơi tấn công công hiến với rất nhiều nét tươi mới. Cùng ở vòng 1 Serie A, Fiorentina có được chiến thắng 1-0 trước Torino, Hellas Verona và Roma hòa nhau không đều, Parma đã thua 0-2 trước Napoli, Genoa nhận chiến thắng 4-1 trước Crotone, Sassuolo hòa 1 đều Cagliari. Mbappe đã đánh dấu sự trở lại bằng màn trình diễn chói sáng giúp PSG có được chiến thắng thuyết phục trước Nice. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Di Maria và Marquinhos. Giành chiến thắng mức tỷ số 3-0, nhà Đức kỳ vô địch cho thấy họ bắt đầu hồi sinh và tạm vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Lyon. Cũng ở vòng 4 Lyon, Crest có được chiến thắng 3-2 trước Lorient, Metz vượt qua Game với tỷ số 2-1, Montpellier đánh bại Angers với tỷ số 4-1, Strasbourg có được chiến thắng 1-0 trước Dijon, Nantes và Saint-Étienne hòa nhau 2 đều, Marseille và Lille hòa nhau 1 đều. Arturo Vidal đã đạt thỏa thuận rời câu lạc bộ Barcelona. Hợp đồng với tiền vệ người Chile có thời hạn đến hè 2021. Theo Goal, Barca đã thanh toán 6 triệu euro tiền lương trong năm cuối hợp đồng cho Vidal. Trong khi đó, Inter chỉ phải trả 1 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ 33 tuổi. Inter và Barcelona cũng chưa chính thức công bố thương vụ này. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Lionel Messi đã gửi lời chia tay tiền vệ 33 tuổi. Động thái của Messi cho thấy Vidal đã không còn là người của Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha và Italia khẳng định Arturo Vidal sẽ ký hợp đồng 2 năm với Inter. Tại đây, tiền vệ người Chile sẽ tái hợp với ông thầy cũ Antonio Conte khi hai người đã từng rất thành công trong mạng của Juventus. Theo giám đốc thể thao Juventus Fabio Paratici, câu lạc bộ sẽ chiêu mộ tiền đạo người Uruguay Luis Suarez. Theo giám đốc thể thao Fabio Paratici, lão phu nhân đã quyết định dừng thương vụ này vì thời gian nhập tịch của Suarez kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, rất khó để họ có thể chiêu mộ chân suốt của Barca, hoặc Andrea Pirlo sẽ không kịp đăng ký Suarez trên danh sách dự Champions League. Hết cơ hội gia nhập Juventus, Luis Suarez còn có một lựa chọn khác để chuyển đến đầu quân cho Atletico Madrid. Theo một số nguồn tin, chân suốt 33 tuổi cũng nhận được lời đề nghị từ Inter Miami nhưng anh đã từ chối. Về phía Juventus, lão phu nhân cũng đã chuyển hướng sang Edin Dzeko. Sau Timothy Castagne, Leicester City đã đón thêm một cầu thủ chạy cánh đầy tiềm năng khác đến từ Serie A là Cengiz Under. Chi tiết thỏa thuận không được tiết lộ nhưng Daily Mail cho biết The Foxes sẽ mất 2,7 triệu bảng phí mượn Under và phải chi thêm 21,9 triệu bảng để mua đứt cầu thủ này trong vòng 12 tháng tới. Ở mùa giải ra mắt Roma, Under thể hiện tiềm năng cực lớn khi anh có được 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, anh trở thành cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League sau khi Selçuk Shakhtar Donetsk vào tháng 2 năm 2018. Mặc dù vậy, các chấn thương khiến Under sa sút phong độ và không duy trì được đà phát triển. Đây cũng là một trong những lý do khiến Roma chấp nhận để cầu thủ này ra đi sau nhiều lần quyết tâm bằng mọi giá. Theo nguồn tin uy tín hàng đầu, Wolverhampton chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ đắt giá Nelson Semedo từ Barca. Cụ thể, lời đề nghị mà Wolverhampton gửi đến cho Barca đã được chấp nhận. Bên cạnh đó, đội bóng của anh cũng đạt được thỏa thuận cá nhân và giao kèo có thời hạn 5 năm thông qua người đại diện của cầu thủ người Bồ Đào Nha, Suco Jorge Mendes. Mức phí chuyển nhượng sẽ rơi vào khoảng 34,8 triệu bảng, chỉ thấp hơn đôi chút so với bản hợp đồng kỷ lục là Fabio Silva. Dự kiến, cầu thủ 26 tuổi sẽ có mặt tại Anh trong tuần tới để kiểm tra y tế cũng như ký hợp đồng. Đây hứa hẹn sẽ là một tân binh chất lượng người Bồ Đào Nha nữa để giúp Nuno Espirito Santo yên tâm ở vị trí hậu vệ phải sau khi họ chia tay Matt Doherty.